Khi quý khách ấy, mua một bộ bàn ghế ấy, thì quý khách cũng có lưu ý một số điểm như sau này tôi có thể chia sẻ cho mọi người này. Cái thứ nhất là về cái hình hài tổng thể của dáng ghế. Đó, quý vị xem về cái tổng thể, cái hình dáng kiểu dáng của sản phẩm này, nó có hài hòa, nó cân đối, có bắt mắt không? Đó, cái thứ hai ấy, thì là quý vị sẽ xem cho tôi. Cái thứ nhất là cái thứ hai là sẽ cơ sở gỗ Tùng Tám xin kính chào bác nhé. Hiện tại đang là buổi chiều của ngày mùng 3 tháng 2 năm 2021. Và cũng là ngày 22 tháng 12 âm lịch năm 2020. Và những ngày giáp Tết rồi thì trong buổi chiều hôm nay thì cơ sở gỗ Tùng Tám có hoàn thiện xong một cái bộ sản phẩm của gia đình anh Thanh ở tại Bản Nguyên, Lâm Thao. Là một bộ bàn ghế trường kỷ và một chiếc kệ tivi. Đây thì hôm nay thì là xe này là xe của gia đình, có xe nên là lên lấy hàng nên là em đã chỉ bàn giao tại xưởng thôi. Em sẽ quay lại một video clip để làm kỷ niệm với anh Thanh tại Bản Nguyên, Lâm Thao. Thì đây là bộ bàn ghế trường kỷ gỗ gụ, có kích thước là loại hàng đại và được đục chạm là mẫu yếm trúc. Đây là hình ảnh tổng thể bộ sản phẩm đây. Trước khi đi vào tổng thể thì em sẽ lướt một góc máy ngang về tổng thể trước khi đi vào chi tiết của bộ sản phẩm này. Hàng rất là dày dặn và hàng cực kỳ khủng luôn. Đây là chiếc ghế dài. Chiếc ghế này có kích thước là dài là 2m17 này, sâu là 51, chiều cao phần ngồi này là cao 50. Và toàn bộ phần cuốn là bản là 13 phân, dày 9 phân, cuốn cực kỳ là dày luôn. Đây, đầu tay xoắn ốc và cái cuốn này quý vị này, cuốn gỗ dày và rất là nục nạc, gỗ gụ. Cái tôm gỗ gụ thì quý vị có biết đây, chính xác là tôm gỗ gụ 100%, chất gỗ rất là cứng. Cái phần vách của chúng tôi là đục và 4 vách là tùng trúc cúc mai và một bên là lê na đào liệu. Đó, 4 cảnh, là 8 cảnh chứ không phải 4 cảnh nữa. Cái phần mặt đây, mặt ván rất là dày, ván dày gần 2 phân. Cũng như là gỗ này, nục nạc liền tấm luôn, rất là đẹp. Gỗ đây, trường cuốn vai đây, cuốn vai đây, dày là đủ 9 phân quý vị nhá, dày đủ 9 phân luôn. Bản rất là dày, gỗ thì cực kỳ nục nạc. Và cái điểm đặc biệt của bộ trường kể này là nhà em là đục là hai vách đục như nhau, hai vách mặt trước cũng như mặt sau. Đây, mặt trước đục cũng như mặt sau luôn. Mình tiếp theo cái phần bàn tiếu, cái điểm đặc biệt của những cái sản phẩm này là bên cửa xưởng đồ gỗ Tùng Tám là đục cả mặt bàn trường kỷ. Đó, mặt bàn trường kỷ những sản phẩm hàng VIP như này là đục cả mặt bàn luôn. Và cái cảnh này là cảnh này gọi là cảnh thuận buồm xuôi gió. Và khi quý khách ấy, mua một bộ bàn ghế ấy, thì quý khách có lưu ý một số điểm như sau này tôi có thể chia sẻ cho mọi người này. Cái thứ nhất là về cái hình hài tổng thể của dáng ghế. Đó, quý vị sẽ xem về cái tổng thể, cái hình dáng kiểu dáng của sản phẩm này, nó có hài hòa, nó cân đối, có bắt mắt không? Đó, cái thứ hai ấy, thì là quý vị sẽ xem cho tôi. Cái thứ hai là cái chất liệu gỗ này, cái gỗ này nó có đẹp không, nó có nục nạc không, gỗ có thệt không đấy, hay là gỗ bị rác hay là bị bọ đó, cái gỗ này. Và cái tiếp theo là cái về đục chạm, cái đục chạm nó có sắc nét hay không đấy, cái đường nét nó có tinh xảo hay không, như là có hoàn thiện, có kỹ hay không đấy, quý vị xem mình nước đục đó. Cái tiếp theo, một cái điều lưu ý thứ tư thì quý vị cần phải lưu ý là về cái phần mộng mạ đấy. Cái mộng mạ nó có sắc nét không, nó có bén không đấy, những cái sản phẩm mà hàng kém chất lượng thì những cái mộng này nó sẽ không được khít này quý vị này, không được khít, không được sắc nét. Đấy thì là nó có 4 cái lưu ý đấy để tôi chia sẻ khi quý vị khi đi mua đồ gỗ và mua bàn ghế nội thất của gia đình. Thì ngoài ra là phía bên trong này thì còn có một chiếc kệ tivi. Chiếc kệ tivi này là có chất liệu bằng gỗ gao đỏ và kích thước là dài là 2m4, đục là tứ quý, tùng trúc cúc mai. Thì cái sản phẩm kệ tivi này gọi là mẫu kệ sừng trâu thì cũng giới thiệu khá nhiều rồi, nên mình sẽ không giới thiệu nữa. Nhân vật chính thì vẫn là chiếc trường kỷ này. Hiện tại hơi ồn một chút nên tôi xin kết thúc video clip ở đây nhé. Và đây là địa chỉ chúng tôi này, xưởng có địa chỉ tại Văn Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ. Số điện thoại là 0957 510 86, website là đồ gỗ tùng8.com. ok mọi người nhé. Đây là sản phẩm của anh Thanh ở tại Bản Nguyên, Lâm Thao.